Với mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, xã Nam Hòa đã và đang dồn lực để đạt được các tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Về cơ bản, các tiêu chí y tế đã đạt được. Tuy nhiên, nhìn về lâu dài, vẫn cần khắc phục rất nhiều khó khăn để duy trì và tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu trong tương lai. Trạm y tế thì hầu như là đến bây giờ xây dựng từ năm 2006, đến bây giờ đã xuống cấp, bác sĩ là chưa có. Cho nên là ảnh hưởng đến vấn đề công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Mà đặc biệt là vận hành một số cái trang thiết bị y tế thì hầu như chưa thực hiện được. Ví dụ như là siêu âm, ví dụ như là xét nghiệm máu thì hầu như là người dân phải chuyển lên tuyến trên. Là xã gần trung tâm huyện, cơ sở vật chất được đầu tư khang trang. Tuy nhiên, để đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023, xã Hóa Trung vẫn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện một số chỉ tiêu về y tế. Xã cũng đã tích cực tăng cường chỉ đạo đến công tác tuyên truyền, và cho đến nay thì đối với sổ sức khỏe điện tử thì nhân dân cũng đã đồng hành, cũng đã đảm bảo được về cài đặt sổ điện tử. Thế còn về khám sức khỏe từ xa thì cũng còn gặp nhiều khó khăn, là do cũng chưa nhận rất cao. Một là cái điều kiện dân trí của người dân là cũng còn chưa đáp ứng được về cái thực hiện cái khám sức khỏe từ xa. Hai nữa là trong cái lực lượng nguồn bệnh nhân đến khám của trạm thì đa phần là bệnh nhân người cao tuổi, không có điện thoại thông minh. Thật ra khi mà trạm y tế có hướng dẫn thì về các cũng không thực hiện được. Huyện Đồng Hỷ có 15 trạm y tế đặt tại 15 xã thị trấn. Để đạt được các tiêu chí về y tế trong xây dựng nông thôn mới không phải đơn giản. Đặc biệt là các tiêu chí cần thực hiện đồng bộ công nghệ thông tin như tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa và có sổ khám chữa bệnh điện tử, đặc biệt với các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Chúng tôi đã tham mưu là các trạm phải làm việc với lại ủy ban xã và các xóm, trực tiếp là thành lập các cái tổ giúp việc hoặc là các cái đơn vị hỗ trợ, ví dụ như đoàn thanh niên, hội phụ nữ có những kiến thức về công nghệ thông tin thì phối hợp với các xóm để mà vận động nhân dân đến để mà thực hiện cái việc cài cái sổ sức khỏe điện tử, để xây dựng cái hệ thống công nghệ thông tin, rồi thì phối hợp với các ủy ban các xã để làm thế nào đó để có cái hệ thống thông tin kết nối giữa cái khoa khám bệnh hoặc là phòng khám nghiệp vụ của trung tâm y tế đến các cái trạm y tế xã, để mà người dân có thể trực tiếp tiếp cận được với cái dịch vụ này. Bên cạnh những giải pháp cụ thể mà ngành y tế huyện đã và đang thực hiện, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhận thức của mỗi người dân trong việc tích cực tham gia bảo hiểm y tế và ứng dụng chuyển đổi số trong khám chữa bệnh, hướng tới mục tiêu đưa huyện Đồng Hỷ về đích nông thôn mới vào năm 2025.